Thưa quý vị, hôm nay 14 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: 1. Đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các cá nhân có liên quan, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về quản lý sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư quy hoạch, xây dựng trên địa bàn, kéo dài qua các thời kỳ, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại thất thoát rất lớn tiền, tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ chính quyền thành phố gây hậu quả rất nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước để xảy ra nhiều vụ án hình sự trong đó có vụ án rất nghiêm trọng nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị kỷ luật xử lý hình sự gây dư luận xấu bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Các đồng chí Lê Hoàng Quân, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thành Phong, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước để xảy ra nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng rất nghiêm trọng nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật bị kỷ luật xử lý hình sự gây dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố Hai, đối với vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Đảng đoàn, Hội đồng nhân dân, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều vi phạm khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án gói thầu liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic hệ sinh thái aic công ty cổ phần tập đoàn flc và tại một số dự án sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong đảng, trong công tác cán bộ, giảm suốt sức chiến đấu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc. Ban thường vụ trực tiếp là thương trực tỉnh ủy để doanh nghiệp lũng đoạn, chi phối, can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế, xã hội và công tác cán bộ. Thường trực tỉnh ủy mất đoàn kết nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, bị kỷ luật, xử lý hình sự, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. 3. Đối với vi phạm của một số đảng viên tại các đảng bộ Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Gia Lai văn phòng chính phủ cơ quan văn phòng quốc hội các đồng chí dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ phạm thái hà ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ quan phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý chủ tịch quốc hội nguyễn văn khước tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc Lê Tuấn Hồng, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Hồ Văn Điềm, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng đoàn, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên. Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải. Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Khước Lê Tuấn Hồng và Hồ Văn Điểm. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tại quyết định số 413, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đối với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1198 ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bộ Chính trị. Tại quyết định số 414, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Hải Truyền, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nhiệm kỳ 2021, nhiệm kỳ 2011-2016 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1199 ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bộ Chính trị. Các quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp tư lệnh Bộ thực thi pháp luật Iran, Chuẩn tướng Ahmad Reza Radan đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chào mừng đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh thực thi pháp luật Iran đến Việt Nam, Thủ tướng cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Iran mùa 1973 2023 quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam Iran trong hơn nửa thế kỷ qua phát triển nhiều mặt. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, khoa học, kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp, an ninh, quốc phòng, đóng góp cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn và những tình cảm của Việt Nam dành cho Iran trong suốt những năm qua. Tư lệnh Bộ Thực thi Pháp luật Iran Ahmad Reza Radan chuyển lời mời của Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Iran, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam-Iran. Chúc mừng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội và vị thế vai trò của Việt Nam ngày càng cao trong khu vực và quốc tế. Tư lệnh Bộ Thực thi Pháp luật Iran khẳng định Việt Nam luôn có vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao của Iran, cho rằng Việt Nam và Iran còn nhiều dư địa hợp tác, Iran mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với việt nam nhất là trong các lĩnh vực kinh tế thương mại an ninh quốc phòng thông tin tới thủ tướng về kết quả hội đàm giữa bộ tư lệnh thực thi pháp luật iran và bộ công an việt nam tư lệnh Ahmad Reza Radan cho biết hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là một nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai nước khai thác các tiềm năng của hai bên như xuất nhập khẩu nông thủy sản ngành hà lan nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí về hợp tác an ninh quốc phòng thủ tướng đề nghị tích cực trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể theo tinh thần các văn bản hợp tác vừa ký kết giữa bộ công an việt nam với bộ tư lệnh thực thi pháp luật và bộ nội vụ iran trong an ninh trật tự và phòng chống các loại tội phạm nhất là phòng chống khủng bố an ninh mạng thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo đảm quyền lợi chăm lo cho người dân thuộc diện giải tỏa di rời để thực hiện các dự án. Hôm nay, tỉnh ủy Đồng Nai cho biết Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh đã ban hành một nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Nghị quyết đặt mục tiêu từ năm 2025, tất cả các quyết định thu hồi đất chỉ thực hiện sau khi đã bố trí tái định cư, đảm bảo trước năm 2026 phải hoàn thành 100% việc bố trí tái định cư. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn cần xác định nhu cầu tái định cư, bảo đảm chính xác, đúng giới thực tế của địa phương. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu, việc xác định giá bồi thường phải được tính toán cẩn thận, khoa học, phù hợp với thực tế và đúng theo quy định của luật đất đai. Theo tỉnh ủy Đồng Nai, thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác bồi thường, thu hồi đất để thực hiện nhiều dự án lớn, đặc biệt là dự án sân bay Long Thành. Tuy nhiên, trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn một số tồn tại hạn chế. Do vậy, việc ban hành nghị quyết chuyên đề trên với kỳ vọng tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn về mặt bằng, vấn đề người dân bức xúc trong những năm qua khiến nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ. Chiều ngày 14 tháng 5, thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 220 công nhân nhập viện của công ty trách nhiệm hữu hạn Shinwon Ebenezer Việt Nam có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Các công nhân cho biết sau bữa ăn trưa ở công ty, các công nhân bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như là nôn ói, khó chịu và được công ty đưa đi cấp cứu. Nhiều công nhân được xe chở đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin ban đầu, các công nhân ngộ độc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Quân Ebenezer Việt Nam, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã đến chỉ đạo công tác cấp cứu bệnh nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tình trạng công nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra 36 vụ cháy gây thiệt hại khoảng 402 ha rừng, trong đó chủ yếu là loại rừng tràm ngập nước, chẳng cỏ, dây leo, cây bụi. Các cơ quan chức năng địa phương đã xác lập hồ sơ xử lý 5 vụ cháy rừng và xử phạt hành chính 2 vụ. Hiện tại, các địa phương của tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu các chủ rừng cần chú ý thời tiết, nâng cao phòng lửa, giữ rừng, kiểm tra phương án thực tế thực hiện, bố trí lực lượng canh trực ở những điểm sung yếu dễ xảy ra cháy rừng để kịp thời xử lý. Đồng thời, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo chính phủ, bộ ngành, hỗ trợ cấp bách kinh phí 25 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt, các trường hợp vi phạm làm cháy rừng cần phải xử lý nghiêm để tạo tính răng đe, giáo dục. Theo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Kiên Giang, hiện tại cấp độ cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ cấp 4 đến cấp 5. Trong đó, cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh đến các loại rừng gồm Phú Quốc, Gia Thành, Hà Tiên. Cấp 4 cấp nguy hiểm, xảy ra cháy lớn tốc độ lan tràn lửa nhanh gồm Kiên Lương, Hòn Đất, Kiên Hải, U Minh Thượng, An Minh. chiều nay Ban Thường trưởng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức họp ban chỉ đạo Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 5 năm 2024-2025. Các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức giải đã cho ý kiến vào báo cáo tiến độ triển khai giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 5 năm, năm 2024-2025, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và những kiến nghị đề xuất với các cơ quan phối hợp tổ chức giải. Việc vinh danh các tác phẩm đoạt giải chính là hoạt động nhằm cổ vũ, tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước đã kịp thời phát hiện đấu tranh lên án những hiện tượng hành vi tham nhũng tiêu cực được dư luận đánh giá cao và có những tác động tích cực với xã hội và những người làm báo qua đó góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng Nhà nước huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xây dựng đất nước phát triển phồn Vinh hạnh phúc việc xây dựng các văn bản cũng như tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ năm cần bám sát các định hướng quan điểm chủ trương của Đảng trong vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Năm 2024, lớp 10 thường có hơn 98.681 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở khoảng 114.600 em. Căn cứ vào số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 từ ngày 14 tháng 5 đến 17 giờ ngày 22 tháng 5, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6. Thí sinh bắt buộc dự thi 3 môn toán, văn và ngoại ngữ. Những thí sinh đăng ký thi chuyên và tích hợp sẽ dự thi thêm 2 môn. Học sinh dự thi vào lớp 10 thường được đăng ký 3 nguyện vọng vào tất cả các trường trung học phổ thông công lập có tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Riêng xã Đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà. Thời gian lấy ý kiến dự thảo thông tư kéo dài 2 tháng từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 7 năm 2024. Để khắc phục tình trạng loạn số nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng đã đề xuất các nguyên tắc thống nhất, chặt chẽ hơn về việc đánh số và gắn biển số nhà, góp phần thuận lợi cho người dân cũng như công tác quản lý của địa phương dự thảo thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà cũng đưa ra các nguyên tắc đánh số nhà trên tuyến đường giao thông chưa có nhà xây liên tục và đoạn đường mới xây dựng kéo dài tuyến giao thông đã đánh số nhà nguyên tắc đánh số căn hộ của nhà trung cư nguyên tắc đánh số nhà trong phạm vi dự án khu đô thị khu nhà ở công trình xây dựng tập trung và điểm dân cư nông thôn cũng được đề cập đồng thời dự thảo cũng quy định về gắn biển số nhà giải pháp quản lý biển số nhà quy cách thiết kế các loại biển số đối với nhà căn hộ Tại thành phố Đà Nẵng, Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2024 đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Tham gia Ngày hội Thanh niên Công nhân Đà Nẵng được khám, phát thuốc miễn phí, mua sắm không đồng tại các gian hàng cũng như tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Từ sáng sớm tại khu vực quảng trường trước trung tâm hành chính quận Liên Triều rất đông công nhân có mặt xếp hàng để được khám chữa bệnh miễn phí. Tại đây, các thanh niên công nhân được thăm khám đầy đủ các chuyên khoa như khám tổng quát, khám mắt, khám tai mũi họng, khám phụ khoa hay da liễu. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bố trí khu khám cận lâm sàng bao gồm chụp x quang, điện tim, siêu âm. Theo kế hoạch, có 2.500 thanh niên công nhân tại thành phố Đà Nẵng tham gia chương trình này. Khi tham gia ngày hội thế này là được khám chữa bệnh cũng như là phát thuốc và mua hàng miễn phí rồi này nọ hỗ trợ cho chúng tôi được những chuyện như thế này tôi rất chân thành cảm ơn và để tôi an tâm và công tác tốt, tốt hơn Em Tham gia ngày hội em cảm thấy mình rất vui vì mình được khám sức khỏe và nhận thuốc miễn phí và cảm nhận được là sự quan tâm của đảng nhà nước và các khu các công đoàn khu công nghiệp dành cho các công nhân mình ạ. Được biết, chuỗi ngày hội được tổ chức ở 3 tỉnh thành phố cấp trung ương lần lượt tại Đà Nẵng, Thanh Hóa và Hải Phòng. Ngoài ra, các hoạt động hưởng ứng ngày hội thanh niên công nhân còn được tổ chức ở các tỉnh thành có khu công nghiệp lớn như Thái Nguyên, Nghệ An, Bắc Giang. Dự kiến, chuỗi ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2024 sẽ thu hút 9.000 thanh niên công nhân tham gia. Trung đoàn Trung hội Liên hợp thanh niên Việt Nam thì mong muốn là có sự đồng hành cùng với các bạn thanh niên công nhân trong đời sống văn hóa tinh thần cũng như là chăm sóc sức khỏe cho các bạn để làm sao các bạn yên tâm làm việc và tiếp tục cống hiến cho các doanh nghiệp cho công ty để trực tiếp là những người mà sản xuất ra củ cải vật chất cho xã hội của chúng ta đồng thời với đó là cũng mong muốn mở rộng thêm mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên từ cái việc mà chúng tôi đồng hành tổ chức các hoạt động như này. Thông qua ngày hội nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích để thanh niên rèn luyện thể chất, thể hiện tài năng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời tạo môi trường giao lưu, cổ vũ tinh thần hăng say lao động trong thanh niên công nhân, góp phần nâng cao hiệu suất công việc, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế đất nước. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.